Kính chào các cô chú anh chị Một trong những cái sản phẩm mà mang thương hiệu ở Tây Bắc Nó là cái chẩm chéo Thì chẩm chéo sẽ chia làm hai loại Một là chẩm chéo ướt và hai là chẩm chéo khô Thì trước mặt cô chú anh chị ở đây đang là cái chẩm chéo khô Hiện tại thì mình đang bán một cái hộp như thế này Là 15.000 đồng một hộp Và cứ 10 hộp thì mình sẽ free ship Thì mỗi một hộp như thế này thì nó sẽ nặng dao động từ 140 đến 150 gram Nghĩa là một lạng rưỡi đấy, khoảng một lạng rưỡi một hộp thì như ở cái đĩa này mình đang đổ ở đây là một hộp đổ ra đây được từng này chấm rất là ngon cái thành phần của nó sẽ bao gồm mắc khén hạt dổi ớt lá chanh rồi muối mì chính các thứ Còn tất cả những gì tinh túy ở tây bắc thì đều có ở trong cái cái chấm chéo này đều tinh túy ở cái gia vị những người mà đã sử dụng cái sản phẩm nhà mình thì sẽ biết đến cái ớt muối mường nay thì ở đây nó cùng một cái cơ sở sản xuất đây gọi là chẩm chéo mường nay và nó sẽ đi cùng với ớt muối mường nay đối với ớt muối mường nay thì hiện tại mình đang bán là 40.000 đồng một chai như thế này mỗi một chai như thế này thì ăn nó rất là ngon nó cũng bao gồm cả mắc khén hạt rồi ớt rồi các thứ khác nữa tỏi các thứ bên trong thì mỗi một chai như thế này là 500 ml ăn nó không giống như là một cái loại ớt muối bình thường mà mọi người hay ăn mà nó có vị không không giống như là cái, cái tương ớt ấy bình thường mọi người hay ăn mà nó ăn nó có vị cay rất là cay đặc trưng à, của cái ớt thì ở điện biên chỗ mình trồng rồi là nó có thêm cả mắc khén hạt rồi mùi nó rất là thơm ăn cũng khá là dôi đấy thì một chai như này 500 ml là 40 nghìn còn đối với cái chẩm chéo khô này là 15 000 đồng một hộp như thế này mọi người nhìn thấy có hấp dẫn rất là ngon và rất là hấp dẫn nó, nó cũng có cả lá chanh nữa một cái hộp như thế này thực ra thì nó cũng khá là rẻ đấy để mà mọi người về chúng ta có thể chấm thịt chấm rau chấm hoa hoa quả chúng ta ăn để chúng ta đều có thể chấm được hết thay những cái muối bình thường những cái muối nhạt nhẽo bình thường mà chúng ta hay ăn thì cái này nó có vị rất là đặc trưng và ăn cực kỳ ngon thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái cái ớt muối mường nay hoặc là cái chấm chéo chấm chéo khô của mường này thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947 Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook. Thì nó một hộp như thế này là 15 000 cũng rất là rẻ thôi và một chai tương ớt này là ớt muối này là 40 000 đều là ớt muối mừng nay và chẩm chéo mừng nay. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thành vượng.